tập như là chị Hồng Loan á, là con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng khá là lâu đúng không ạ? À, tại Vũ Linh là hâm mộ từ lúc còn nhỏ xíu á, lúc 18-19 tuổi. Wow. Dạ. Thì là hâm mộ từ nhỏ luôn. Cô mình có khi nào xuống nghĩa trang lần nào chưa? Chưa được hay là chưa được? Dạ. Có công việc buôn bán rồi. Dạ. Rồi à, cô có Tết này á, à, cô có cũng như bây giờ còn mùng nè. Bây giờ mình chúc khán giả một cái đi. Chúc khán giả trên kênh của Tài 66 nè. Đầu năm mới, năm Tết, khán giả là năm mới. Dạ. Sức khỏe, bình an. Dạ. Bất tài, bất lộc. Dạ. Mọi sự may mắn thì đến với mọi người. Dạ. Rồi bây giờ cô có cái cô chú á, có lời nào nhắn nhủ với chị Hồng Loan không? Dạ, à, có tâm sự nhắn nhủ hay là sao không, hay là có những cái lời chia sẻ nào với chị Hồng Loan không? Tại vì sóng gió gia tộc nó xảy ra cũng gần giáp năm rồi, bắt năm ngày 23 này, 23 này là giáp năm rồi đó, đám giỗ rồi. Thì con nghĩ là cô chú theo dõi khá là lâu, thì có lẽ là cũng thương chị Hồng Loan. À, dạ đúng rồi. Thì bây giờ thì mình có lời chia sẻ gì đó, chị Hồng Loan hãy cố gắng hay như thế nào đó? Cố gắng vượt qua gì đó. Cố gắng vượt qua mọi chuyện sự nghiệp tiến tới. Dạ. Bánh mộ và Thương Hồng Loan á, tại Hồng Loan. Dạ. Tại bánh mộ của anh Vũ Linh là lâu rồi, mình bánh mộ phần 89. Dạ. Đi ở đấy Hồng Loan được thực hiện vậy á, mình cũng bức xúc. Dạ. Thương Hồng Loan lắm, dù mình giác cố gắng. Đó là có chuyện gì để nuôi năm đứa con. Dạ. Dạ, con hỏi cô vấn đề này nè, cô có theo dõi cái vấn đề mà phía bên cô Sáu ha, đòi hủy giấy khai sinh của chị Loan á, thì cô thấy cái sự việc đó như thế nào? Đó là có nên hay không? Không nên, cái đó sao nghĩ được. Dạ. Đó là nghĩ không là do anh Vũ Linh thôi. Dạ. Nói chung là cái tranh giành đó mà thấy nó không có phù hợp rồi. Dạ. Bởi vì mình là cháu rồi, đây là con mình, tôi không nuôi. Dạ. Là cái con hợp pháp. Dạ, con hợp pháp trên giấy tờ là được quyền rồi. Dạ. Cho dù con nuôi nữa cũng là được quyền. Dạ. Mà ví dụ là không có tin là ok là được. Dạ. Cô nói một lời rất là chân thành nè quý cô chú anh chị. Bây giờ khán giả và cũng như là cộng đồng mạng không quan trọng là con ruột hay là con nuôi, miễn sao là con hợp pháp, tài sản của cha thì để lại cho con thôi. Đúng rồi, để dĩ nhiên. Dạ. Cháu các họ làm sao mà được đúng không cô? Đúng rồi. Cũng như là một người chị, một người cô thì làm sao mà lấy tài sản của anh của mình được? Từ xưa, từ cổ chí kim tới giờ thì chưa thấy cái vụ việc đó bao giờ. Trừ khi anh không có con hoặc là không có gọi là quyết thống gì với ai hết, nó thì có thể là để lại nhiều khi cái tài sản đó người ta còn xung vào phong quỹ của nhà nước nữa, chứ nếu mà người ta không thích cho cô nó không cho em nó, người ta còn là xung vào phong quỹ nữa. Đằng này thì có con đó, đó là chị Hồng Loan, thì tất nhiên là chị Hồng Loan phải thừa kế rồi đúng không cô chú? Đúng rồi, đó là dĩ nhiên rồi. Dạ. Con là phải thừa kế của cha. Dạ. Dù hay việc nuôi không cần biết là bạn miễn là hợp pháp trên giấy tờ là ok, còn cháu hay cô thì không có được quyền xen vào. Dạ. Đó là chuyện vui đi. Dạ. Còn còn vấn đề hôm trước nữa, con có nghe một người nói như thế này nè, cái ngày mà chị Hồng Loan cho cô Sáu ra khỏi nhà đó, thì tại sao mà nói là tại sao chị Hồng Loan cho ra khỏi nhà mà lại không báo trước thời gian, thì khi cô thấy như thế nào? Cái vấn đề đó là tại vì ở nhờ ở đậu, nó không đuổi gì nào thì đuổi chứ đúng không cô? Đúng rồi, tại vì ở nhờ ở đậu mà cũng như là chuyện mà không có được tốt. Dạ. Hồng Loan không có chấp nhận được. Dạ. Quyền của Hồng Loan, tại nhà. Dạ. Của Hồng Loan, Hồng Loan có quyền. À, quyền là chủ nhà. À, tranh giành như vậy rồi mở trong nhà thì nó rất là nguy hiểm. Dạ đúng rồi. Không biết chuyện gì có thể xảy ra không? Nửa đêm tăm tối biết đâu được hả chú ha? Dạ. À, biết mặt biết lòng chứ, biết mặt biết người chứ ai đâu biết lòng dạ ra sao đâu hả? Anh em ruột với nhau mà còn có thể sát hại với nhau được, mình nói. Dạ. Cô giáo. Đó thì chính là cái bằng chứng là cô Sáu đã kiện về vấn đề mà 8.200.000 đó, muốn cho con cháu vào cái dòng lao lý đó, cũng gì 8.200.000 thì cũng đâu có bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà muốn đẩy con cháu vào cái vòng lao lý thực sự đó là không thể nào chấp nhận được đúng không cô? Đã còn đã biết bao nhiêu tiền 8.200.000 là một cái giống như là một cái giọt nước thôi, hạt cát nhỏ thôi, năm căn nhà hơn mấy ngàn lượng vàng, thì trên mạng ra đã đó thì mình cũng biết rồi đúng không cô chú ha?
đó, theo dõi từ lúc mà chú Di Vinh vừa mắc là theo dõi, vậy là mấy mọi chú Linh từ hồi nhỏ xí tới giờ. Cái đó này mày không cần nói thì coi như khách quan bên ngoài người ta nhìn người ta thấy cái sự việc ta cũng biết có hay không rồi. Dạ. Thì theo bằng nhìn bằng cái cảm quan là cũng đã đủ hiểu cái sự việc đó ai thắng ai thua rồi. À, thì ai là người ai giành quyền tài sản rồi đúng không cô chú? Ừ. Dạ thì con cảm ơn cô chú ha. Cảm ơn cô chú đã có những lời chia sẻ thật sự rất là chân thành, rất là quý luôn á. Đây là những lời động viên dành cho chị Hồng Loan luôn đó. Dạ, cô chú này đến từ Bình Tân đó cả nhà, cũng bức xúc những cái vụ mẹ con cô Sáu cũng kiện cả nhà chị Hồng Loan cả nhà. Thì đầu năm thì em cũng có thông tin tại nhà trung tâm cái cuộc thảo để em chia sẻ cho cả nhà mọi xem. Xin chào các chồng cả nhà ha. Cô chú nè, chị Hồng Loan cũng vừa đến ngay cả nhà. Cô chú anh chị xem video này nhớ ủng hộ cho Tiên Miền hai và xe cái kênh cho Tiên Miền cả nhà ha. Cô chú anh chị bất bao và những cái bảo của mình thì năm 2024 nhà mình xem á. Bay như rồng, rồng lên mây. Trời ơi, nhà.